device is ready to pair. Now ready when you are. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với trận đấu thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó là cuộc đọ sức trong khuôn khổ bảng C giải bóng đá Ngọc Lặc tại miền Nam lần thứ 5 năm 2022. Cuộc đọ sức giữa Thiên Phát FC và Quang Trung. Một trong những trận cầu sôi động vừa kết thúc cách đây ít phút, đó là cuộc đọ sức giữa Nguyệt Ấn FC và Ngọc Liên. Nguyệt Ấn đã xuất sắc đánh bại Ngọc Liên với tỷ số là 5-3. Một trận đấu đã quá nhiều cảm xúc ở trận đấu vừa rồi. Và chúng ta hãy cùng chờ xem những thước phim kinh điển sẽ được hai đội thiết lập ở trong khuôn khổ bảng C ở trận đấu này. Như vậy là trọng tài đã cho hiệp thi đấu đầu tiên được bắt đầu. Để quý vị và các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu đội hình danh sách đăng ký thi đấu của cả hai trong trận đấu ngày hôm nay. Về phía Quang Trung FC, họ ra sân với trang phục màu xanh navy. Bảo vệ khung thành bên phía phải màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Với thủ môn đó là Sĩ Dũng, các thủ số 13 Phúc Kiên, số 6 Thái Ngọc, số 7 Tuấn Đạt, số 8 Văn Cường, số 9 Tuấn Vương, số 10 Tùng Lâm, số 11 Văn Ngọc, số 22 Văn Thiết, số 29 Văn Thình, số 33 Văn Thành, số 85 Văn Quyền, số 93 Văn Khải và số 99 đó là Văn Duy. Trong khi nhà hàng Thiên Phát họ ra sân với trang phục màu xanh trắng bảo vệ khung thành bên phía trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Vẫn đang là cao thủ Thiên Phát. Không được. Bóng đi ngay vào vị trí của thủ môn bên phía Quang Trung. Đó là pha ám sát kịp thời. Người vừa ám sát đó là Thanh Sang. Nhà hàng Thiên Phát họ ra sân với thủ môn Văn Thuận mang áo số 88. Các thủ số 6 Văn Lượng. Số 7 đó là Bùi Văn Lượng. Số 11 Hữu Hiệp. Số 19 Văn Thắng. Số 20 Văn Định. Số 28 Xuân Điệp. Số 36 Đinh Đại Cường. Số 71 Thanh Sang. Số 79 Xuân Phú. Đó là danh sách đăng ký thi đấu của cả hai ở trận đấu này. Thời tiết hiện tại thì quá tuyệt vời và chắc chắn những điều kiện thú vị đang giúp cho hai đội nhập cuộc một cách tốt nhất để tìm kiếm được những cơ hội đầu tiên và có bàn thắng. Không được. Một pha bóng khá cảnh giác của thủ môn bên phía Quang Trung. Tuấn Vương. Tuấn Vương. Thái Sang. Cả người khá khôn ngoan. Đây là Văn Khải. Văn Cường. Rất chính xác. Tuấn Vương. Văn Cường. Vẫn đang là Cường. Đứng trong khung thành bên phía nhà hàng Thiện Phát, đó là một tòa tháp thực sự. Vương, Vương ơi Vương, thủ môn tên gì em? Rất hay. Các thủ Quang Trung FC họ vẫn đang chơi khá chủ động. Đây là Xuân Phú. Tuấn Vương không được. Trọng tài đã cắt còi. Bùi Lượng. Đây là Thanh Sang. Không được. Và ra chân từ xa của Thanh Sang. Hệ thống phòng ngự của cả hai vẫn đang thiết lập tốt và họ đang tìm đến với những giải pháp ra chân từ xa. Văn Khải. Rất chính xác. Không vào. Một pha bàn bật khá hay bên phía Quang Trung. Tuy nhiên vẫn chưa có bàn thắng đầu tiên dành cho các thủ áo màu xanh Navy. Đây là Bùi Lượng. Hơi mạnh một chút. Đó là đường chuyền đến từ Thanh Sang. Văn Khải. Thank you.
Nhưng mà trọng tài xác định sẽ có tình huống đá phạt dành cho nhà hàng Thiên Phát. Người đang đứng trước bóng đó là Thanh Sang. Không, đó là Xuân Phú. Xuân Phú, bóng không qua đằng sau. Đây là Bùi Lượng. Hà Thuận đứng trong khung gỗ bên phía nhà hàng Thiên Phát. Đó là một Hà Thuận cực kỳ chắc tay. Chúng ta không cần phải nói quá nhiều đến thủ môn bên phía nhà hàng Thiên Phát. Ở những giải đấu được tổ chức ở hệ thống các nhà không vào. Đó là cơ hội ngon ăn đầu tiên thuộc về Thanh Sang. Một pha băng lên và cắt bóng rất nhanh của Thanh Sang giúp anh có được một cơ hội thuận lợi. Tuy nhiên vẫn chưa có bàn thắng đầu tiên ở trận đấu này. Chính xác, không được. Đó là pha đánh đầu chiến thuật đến từ Văn Thành. Tuy nhiên các đồng đội của anh đã không băng lên thành công. Bùi Lượng. Trận đấu vẫn đang diễn ra với thế trận giằng co, vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi ở trận đấu này. Xử lý bước một rất hay, đó là cú Văn Thành. Bóng vẫn còn trong sân. Văn Duy. Đó là Xuân Phú. Vẫn là Phú. Tình huống đeo bám cực kỳ khó chịu. Bằng lên cắt bóng rất nhanh. Tuấn Vũ không vào. Bóng đi ngay vào vị trí của Hà Thuận. Cả hai đang có những cơ hội ngoan ăn đầu tiên. Tuy nhiên tỷ số hiện tại vẫn đang là hai con số không chuẩn chính. Đó là đường truyền Bùi Lượng. Xuân Phú. Đây là Bùi Lượng. Chính xác. Văn Lượng. Không được. Sẽ có tình huống đá phạt góc dành cho nhà hàng Thiên Phát. Đây là Thanh Sang. Văn Lượng. Rất chính xác, Tuấn Vương. Tuấn Vương. Vẫn đang là Vương. Không được. Trước sự áp sát của hai cầu thủ bên phía nhà hàng Thiên Phát thì chỉ giúp cho Tuấn Vương tìm lại được một tình huống đá phạt góc dành cho đội nhà. Như vậy là đã có bàn thắng đầu tiên rồi. Bàn thắng đầu tiên dành cho cầu thủ Quang Trung FC. Đội bóng của ông Đinh Đại Cương đang bị dẫn trước. Người ghi bàn đó là Văn Duy, cầu thủ mang áo số 99. 1-0 dành cho Quang Trung. Tuấn Phương. Không được. Vẫn không vào. Đây là Thanh Sang. Bùi Lượng. Bùi Lượng. Không được. 3-2. Chính xác, không được. Quá đáng tiếc. Đó là pha xử lý bước 1 không thành đến từ Văn Thành. Thanh Sang. Xuân Phú. Đây là Bùi Lượng. Đó là pha cắt bóng thành công. Xuân Phú. Văn Duy. Chuyển bóng hay. Đây là Văn Thành. Một pha đưa bóng vào cực kỳ lợi hại của Thành. Đáng tiếc là hơi sâu. Một lối chơi rất cáo già đến từ Quang Trung FC. Họ chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự qua phản công rất nhanh. Và dàn cầu thủ trẻ hơn. Họ đang có nhiệt huyết và với một sự quyết tâm cao độ. Những tình huống lên bóng với tốc độ cao đang giúp cho cầu thủ trẻ bên phía Quang Trung FC họ có được những lợi thế.
Văn, đây là Bùi Lượng. Một chút nữa thôi thì đã có bàn thắng thứ hai. Một pha chuyển bóng của thủ môn bên phía Quang Trung và sẽ giúp cho đội nhà có được một tình huống đá phạt góc. Thời gian thi đấu của hiệp thi đấu đầu tiên đã trôi qua được 1/2. Đây là phút thứ 10 và lợi thế vẫn đang nghiêng về Quang Trung FC với pha lập công duy nhất đến từ Văn Duy. Bùi Văn Lượng, đây là Bùi Lượng. Văn Duy, bóng đi hết đường bên dọc. Văn Duy vẫn đang được bố trí chơi thấp trong đội hình bên phía Quang Trung FC. Rất hay, rất chính xác. Không được, Hà Thuận đã phải băng ra. Những pha ôm bóng và tổ chức phản công nhanh bên phía thủ môn của Quang Trung là cực kỳ lợi hại. Văn Duy, đây là Văn Khải. Văn Khải, Văn Duy, thủ môn Sĩ Dũng vẫn đang có được một trận đấu hay tính đến thời điểm hiện tại. Những pha bắt bóng và sau đó tổ chức phản công của anh, đó là một trong những phương án mà cao thủ bên phía Quang Trung FC đang thực hiện ở hiệp thi đấu đầu tiên và nó đang đem đến những kết quả khá khả quan ở những mặt trận tấn công. Đây là Bùi Lượng, trọng tài đã cắt còi và sẽ có tình huống đá phạt dành cho Thiện Phát FC. Bùi Lượng là người đang đứng trước tình huống đá phạt. Bùi Lượng, đây là Xuân Phú. Lối chơi phép sinh toàn sân bên phía Quang Trung FC đang giúp họ có được một sự chủ động nhất định trong lối chơi. Văn Định, đây là Văn Thành. Tuấn Vương không vào. Một pha ra chân quyết đoán của Vương. Đây là Xuân Phú. Bằng lần cắt bóng cực kỳ chủ động. Xuân Phú. Sĩ Dũng. Đây là Văn Duy. Văn Thành. Cắt bóng rất chủ động. Tuấn Vương. Đó là pha lấy bóng thành công của Xuân Phú. Vẫn đang là Phú. Đây là Văn Lượng. Văn Lượng không được. Sẽ có phạt góc dành cho nhà hàng Thiên Phát. Dứt điểm không vào. Bóng đi ngay vào vị trí của Sĩ Dũng. Tuấn Vương. Xuân Phú băng ra cắt bóng thành công. Như vậy là cầu thủ mang áo số 85, nó là Văn Quyền, đã xuất hiện trên sân bên phía Quang Trung.
Tiếp tục tình huống đá biên dành cho cầu thủ Quang Trung. Đây là Sĩ Dũng. Sĩ Dũng chắc chắn là một thủ môn chơi chân khá hay. Những tình huống anh ôm bóng và xuất phát khi tấn công, đó là một lợi thế nhất định ở mặt trận sân 5. Xuân Phú. Đây là Văn Định. Sợi dây liên kết vẫn chưa được tìm thấy. Như vậy là sẽ có một phút hội ý dành cho Quang Trung ở hiệp thi đấu đầu tiên. Họ vẫn đang tạm dẫn với tỷ số là 1-0. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp thi đấu đầu tiên không còn nhiều. Đây là phút thứ 15 rồi. Như vậy là Đại Cương cũng đã được tung vào sân bên phía nhà hàng Thiên Phát. Đây là Văn Lượng. Xuân Phú. Đây là Văn Lượng. Đại Cương. Chính xác, quá tuyệt vời. Ngay sau khi vào sân thì Đinh Đại Cương đã làm loạn với một tình huống quan sát và anh chuyền bóng như đạn dành cho Xuân Phú. Xuân Phú cũng không phải là dạng vừa khi anh xuất hiện giống như dưới đất chui lên, và một đường chạm bóng tinh tế đã giúp cho cầu thủ mang áo số 76, xin lỗi là 79, có được một pha lập công cực kỳ quan trọng dành cho nhà hàng Thiên Phát. Như vậy là tỷ số đã được san lấp, hai đội dắt tay nhau trở lại vạch xuất phát. Đại Cương, đó là Xuân Phú, rất mềm mại. Những pha xử lý bóng cực kỳ mềm mại đến từ Xuân Phú. Sẽ có đá biên dành cho nhà hàng Thiên Phát. Tình huống đá phạt góc tiếp theo, đó là pha ra chân đến từ Văn Lượng. Ngày hôm nay thì có hai tên Lượng cùng thi đấu cho nhà hàng Thiên Phát, đó là Bùi Lượng và Văn Lượng. Đại Cương. Phản công dành cho Quang Trung rất nhanh. Đó là pha phá bóng của Văn Lượng. Đây là Bùi Lượng. Đại Cương. Đây là Xuân Phú. Đại Cương. Sau khi được tung vào sân thì Đại Cương đang được bố trí chơi vị trí Piso. Anh đang chia bài trong lối chơi bên phía nhà hàng Thiên Phát. Và chính anh có một pha quan sát và đường truyền sắc như dao cạo dành cho Xuân Phú băng lên với một pha ta lông chạm bóng cực kỳ đẳng cấp. Và đó là Đại Cương không được. Đó là pha áp sát. Và sẽ có tình huống đá phạt dành cho nhà hàng Thiên Phát. Đây là một cơ hội rất quan ăn để họ có bàn thắng, nâng tỷ số trận đấu lên 2-1. Khoảng cách đá phạt là khoảng 7 mét. Góc sút rất rộng và chắc chắn cầu thủ bên phía nhà hàng Thiên Phát họ sẽ tập trung nhiều vào tình huống đá phạt để tìm kiếm cơ hội nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 ở hiệp thi đấu đầu tiên. Bùi Lượng không được. Một pha ra chân quá mạnh của Bùi Lượng và bóng đi ngay vào vị trí của Văn Duy đứng làm hàng rào và đang khiến Văn Duy bị đau ở tình huống ra chân mạnh của Bùi Lượng. Ở mặt trận sân 2 thì chúng ta đang đến với phần bình luận của bình luận viên Đình Quang trên kênh truyền thông Truyền Lửa Thể Thao. Phản công dành cho Quang Trung. Chính xác.
Có thể ra chân không được. Vẫn đang là cao thủ áo xanh. Hà Thuận đã băng ra thành công. Văn Lược. Văn Lược không vào. Pha trích mũi tuyệt vời của Văn Lược. Tuy nhiên chừng đó vẫn chưa đủ để đánh bại được Sĩ Dũng ở tình huống đối mặt. Một pha cứu thua không khác cho một bàn thắng dành cho Quang Trung. Sóng gió tạm thời đã trôi qua. Thời gian thi đấu của hiệp thi đấu đầu tiên đã trôi qua những phút thi đấu bù giờ. Tỷ số hiện nay vẫn đang là 1-1. Văn Thành. Đó là pha ra chân mạnh, tuy nhiên nó thiếu đi một chút chuẩn xác. Như vậy là đúng lúc này trọng tài cũng đã đôi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Trận đấu trong khuôn khổ bảng C. Cuộc đối đầu rất thú vị giữa nhà hàng Thiên Phát và Quang Trung FC. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, hai đội đang tạm hòa với tỷ số là 1-1. Một kịch bản của trận thi đấu đầu tiên ở khuôn khổ bảng B đang diễn ra. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với hiệp 2 của trận đấu này. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục quay trở lại hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu khai màn trong khuôn khổ bảng C. Đó là cuộc đọ sức giữa nhà hàng Thiên Phát và Quang Trung FC. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên thì hai đội đang tạm hòa với tỷ số là 1-1. Một hiệp thi đấu mà cả hai đã thể hiện một sức đập bóng đá tấn công đẹp mắt. Tuy nhiên hệ thống phòng ngự của cả hai đã hoạt động tương đối hay, và đặc biệt là thủ môn của cả hai đội. Như vậy là trọng tài đã cho hiệp thi đấu thứ hai được bắt đầu. Hai bàn thắng được ghi ở hiệp thi đấu thứ nhất thì Quang Trung FC là những người ghi bàn mở tỷ số bằng công bằng pha ghi bàn của Văn Duy. Và sau đó Xuân Phú với một nhịp chạm cực kỳ tinh tế sau đường chuyền sắc như dao cạo đến từ Đinh Đại Cường. Đó là những bước đệm ở hiệp thi đấu đầu tiên.
cung được. Đó là pha quăng chân đến từ Văn Cường. Văn Cường sẽ có đá biên dành cho Quang Trung. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên ở hiệp thi đấu thứ hai thì Quang Trung FC họ đang dâng cao đội hình. Bóng vẫn còn. Tiếp tục một tình huống đá biên dành cho các thủ áo xanh Nam Phi. Văn Cường. Với tuổi đời bình quân thì Quang Trung FC họ sở hữu một đội hình trẻ trung hơn. Đối với nhà hàng Thiên Phát thì sự già dơ kinh nghiệm. Đây là Xuân Phú. Một bóng khá nguy hiểm. Đó là pha áp sát đến từ Xuân Phú. Đinh Đại Cường. Rất chính xác. Rất đẹp đấy. Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai. Đó là pha lập công của người vừa được tung vào sân ở hiệp thi đấu thứ hai. Đó là Văn Thắng. Một pha chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự qua phản công rất nhanh đến từ nhà hàng Thiên Phát. Và ngay lập tức họ đã có kết quả tuyệt vời. Lần đầu tiên trong trận đấu này họ vươn lên dẫn trước, tỷ số hiện tại là 2-1. Văn Cường. Một bóng khá nguy hiểm. Văn Lượng không được. Một pha ra chân hơi vội của Lượng, nếu như anh nhấn thêm 2 nhịp thì cơ hội nó sẽ ngon ăn hơn. Tuấn Vương. Bóng đã đi hết đường bên dọc và sẽ có đá biên dành cho nhà hàng Thiên Phát. Trọng tài xác định đá biên cho Quang Trung. Một bóng khá nguy hiểm, Văn Cường. Đó là pha quay trụ hai của Cường. Tuấn Vương. Tuấn Vương không được. Vẫn đang là Vương. Bóng đi hơi mạnh và quá cao. Tuấn Vương vẫn đang chơi quá hay. Anh chơi độc lập cực hay ở mặt trận tấn công. Đây là Xuân Phú. Văn Duy. Vẫn đang là Duy. Đó là pha cắt bóng thành công đến từ Văn Thắng. Không được. Quá đáng tiếc. Đó là đường chuyền của Văn Cường. Đinh Đại Cường. Tuấn Vương. Đó là pha cắt bóng của Đinh Đại Cường. Đây là Văn Lượng. Rất thích. Văn Thắng. Trọng tài xác định sẽ phát bóng lên dành cho Quang Trung. Đây là Văn Cường. Tuấn Vương. Đó là Văn Lượng. Văn Thắng. Và cắt bóng đến từ Xuân Phú. Vẫn đang là Phú. Rất hay, không được. Đó là pha can thiệp kịp thời đến từ Văn Khải. Sẽ có phạt góc dành cho nhà hàng Thiên Phát. Đúng là sự già dơ kinh nghiệm đến từ các lão tướng bên phía nhà hàng Thiên Phát đang giúp cho họ có được những phút thi đấu thành công ở thi đấu thứ hai. Tuy nhiên chúng ta cũng không cần phải nói nhiều đến sự trẻ trung, quyết tâm và nhiệt huyết đến từ đoàn quân của Quang Trung. Ở hiệp thi đấu đầu tiên thì bằng sự nhiệt huyết của mình họ đã tràn lên với một trong những lối đá tấn công như vũ bão. Thời gian thi đấu vẫn còn nhiều. Hãy cùng chờ xem ngay sau tiếng còi mãn cuộc của các trọng tài vang lên thì đội nào sẽ ca khúc khải hoàn để giành chiến thắng ở trận đấu này. Một trận thắng ở ngày khai màn của bảng đấu, nó sẽ giúp cho đội nhà có được một trong những lợi thế về mặt tinh thần và đặc biệt có kế hoạch cho những trận đấu tiếp theo trong bảng đấu, để họ giúp họ có được tấm vé vào chơi vòng tứ kết. Đây là Sĩ Dũng. Cắt bóng rất an toàn. Không được. Đó là pha chớp thời cơ ngay của Văn Lượng. Tuy nhiên rất may là thủ môn Sĩ Dũng cũng đã kịp sửa sai. Không được. Văn Thắng. Đây là Hà Thuận. Văn Thắng.
Đó là pha xử lý bóng thoát phép sinh đến từ Văn Lượng. Sĩ Dũng. Trận đấu vẫn tiếp tục. Dứt điểm. Không vào. Và cứu thua tuyệt vời của Đinh Đại Cường. Anh xuất hiện kịp thời và cứu thua ngay trước vạch vôi. Phạt góc dành cho Quang Trung. Đó là Xuân Phú. Như vậy là trọng tài xác định sẽ có đá phạt dành cho nhà hàng Thiên Phát. Đại Cương. Pha xử lý rất mềm mại của Đinh Đại Cương, rất chính xác. Không được. Đó là Văn Cường. Văn Cường. Văn Cường không được. Đó là pha phá bóng thành công của Văn Thắng. Nhưng mà là Đinh Đại Cương vừa được rút ra sân. Vào thay đó là cầu thủ mang áo số 28. Đó là Xuân Điệp. Đây là Điệp. Xuân Điệp. Chính xác không vào. Quả băng lên bắt bóng gọn đến từ thủ môn Sĩ Dũng. Vẫn đang là Dũng. Xuân Điệp đây. Một pha bóng vào thủ môn Sĩ Dũng thử thể hiện sự cáo già đến của mình. Một pha bóng sự thể hiện một nhãn quang chiến thuật tuyệt vời. Anh bắt bóng và lao lên như một mũi tên. Chuyền bóng cho đồng đội và một pha phối hợp tam giác Tikitaka Lazada giúp cho Quang Trung FC san bằng cách biệt. Tỷ số trận đấu được san bằng 2 đều. Kịch bản rất giống trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ bảng B. Sẽ có một phút hội ý dành cho hai đội ở hiệp thi đấu thứ hai. Tỷ số hiện tại vẫn đang là 2 đều và cả hai vẫn đang thể hiện một sự quyết tâm cao độ để tìm kiếm những bàn thắng tiếp theo ở trận đấu này. Chúng ta tiếp tục đến với những phút tiếp theo trận đấu trong khuôn khổ bảng C giải bóng đá Ngọc Lặc tại miền Nam lần thứ 5 năm 2022. Cuộc đọ sức giữa nhà hàng Thiên Phát và Quang Trung. Tỷ số hiện tại vẫn đang là 2 đều. Cả hai vẫn đang đi tìm kiếm những bàn thắng tiếp theo để giúp họ có được chiến thắng ở trận đấu này. Văn Lượng. Văn Lượng không được. Hàng phòng ngự của Quang Trung đã áp sát rất nhanh và sẽ có một tình huống đá biên. Đây là Văn Lượng. Sự kín kẽ trong hệ thống phòng ngự của cả hai đang khiến cho các đội trận ở mặt trận tấn công họ nôn nóng và tung ra những tình huống dứt điểm bóng đi từ xa. Tuy nhiên nó vẫn chưa tìm được độ chuẩn xác cần thiết. Với thế trận như thế này thì sự tỏa sáng của một ngôi sao và những đường chuyền mang tính sát thương cao nó sẽ đem đến cho đội nhà những cơ hội để tìm kiếm bàn thắng tiếp theo. Đây là Xuân Phú. Xuân Phú vẫn đang thể hiện một sự bền bỉ nhất định. Anh vẫn đang rất nhiệt ở trên sân. Văn Khải. Đây là Văn Thành. Xuân Phú. Hơi sửa lưng rồi. Sĩ Dũng. Thời gian thi đấu của hiệp thi đấu thứ hai cũng đã trôi qua được 1/2 thời gian. Đây là phút thứ 30. Còn 10 phút cho thời gian thi đấu chính thức để cả hai tìm kiếm bàn thắng. Xuân Phú. Hơi cao. Ý tưởng chuyền bóng của Phú là tốt, tuy nhiên pha chuyền bóng của anh là hơi mạnh.
Hòa Thuận. Tuấn Vương. Pha tranh chấp rất quyết liệt. Văn Khương rất chính xác, không được. Đó là pha xử lý bóng của Văn Thành. Văn Thành hiệp thi đấu thứ hai đã được đẩy lên đá cao hơn. Tuấn Vương. Đó là Văn Khương. Văn Khải. Vẫn là Khải. Nếu như xử lý bước một thành công thì Xuân Điệp đã có một tình huống ngon ăn. Tuấn Vương. Bóng đã đi hết đường bên dọc. Quyền đá biên thuộc về nhà hàng Thiên Phát. Văn Lượng. Đấy là Hữu Hiệp. Hữu Hiệp. Tốc độ bằng lên hơi cao và khiến anh có pha xử lý bước một không thành. Trận đấu vẫn đang diễn ra với thế trận giằng co. Đấy là Văn Cường. Sĩ Dũng. Sĩ Dũng là một thủ môn chơi chân khá tốt. Bàn thắng của cầu thủ bên phía Quang Trung FC đến từ pha ôm bóng và dâng cao của Sĩ Dũng. Như vậy là trọng tài đã xác định có lẽ như bóng vừa chạm tay một cầu thủ bên phía Quang Trung và sẽ có đá phạt dành cho nhà hàng Thiên Phát. Hà Thuận. Bằng lần cắt bóng rất chủ động. Như vậy là trọng tài đã cắt còi. Người bị tối phạt đó là Văn Khải. Người bị phạm lỗi là Xuân Điệp. Xuân Điệp là người đang đứng trước tình huống đá phạt. Xin lỗi là Xuân Phú. Xuân Phú không được. Đá biên tiếp theo dành cho nhà hàng Thiên Phát. Đó là Xuân Phú. Pha cài người khá khôn ngoan. Và sẽ có đá biên dành cho nhà hàng Thiên Phát. Đây là Hà Thuận. Xuân Phú. Xuân Điệp. Rất chính xác, dứt điểm, không được. Bóng đi ngay vào vị trí của Sĩ Dũng. Văn Thành. Cắt bóng rất hay. Xuân Điệp. Bóng liên tiếp được luân chuyển về phía khung thành của cả hai. Đây là Văn Lượng. Văn Lượng. Vừa là Tuấn Vương cũng đã lùi về rất sâu để hỗ trợ phòng ngự. Đây là Xuân Phú. Hữu Điệp. Văn Lượng. Hữu Hiệp. Xuân Phú. Như vậy là một lần nữa thì Đinh Đại Cương trở lại sân. Và có sự xuất hiện đến từ Thanh Sang. Đó là pha ra chân của Sang. Bóng đi rất mạnh. Tuấn Vương. Bằng về quá kinh nghiệm. Đó là pha cài người đầy khôn ngoan đến từ Văn Lượng. Trọng tài đã cắt còi và sẽ có tình huống đá phạt dành cho cầu thủ Quang Trung FC. Thế trận đang giằng co và rất khó tiếp cận được khung thành của đối phương.
khi hệ thống phòng ngự của cả hai vẫn đang hoạt động rất trơn tru. Và những tình huống đến từ chấm đá phạt cố định nó sẽ đem đến cho đội nhà những cơ hội thực sự. Và họ cần phải khai thác triệt để những tình huống như thế này. Người đang đứng trước tình huống đá phạt có lẽ là Văn Duy. Bóng không qua được hàng rào. Đây là Sĩ Dũng. Đó là pha cắt bóng thành công đến từ Xuân Phú. Văn Cường. Anh kia lấy được cái quyển ga. Đó là những pha xử lý bóng liên tiếp đến từ Văn Cường. Thời gian đang trôi dần về những phút cuối. Đây là phút thứ 37 rồi. Thời gian thi đấu chính thức chỉ còn lại khoảng 3 phút. Và cơ hội không được. Đó là pha băng ra kịp thời của Hà Thuật. Nếu không thì chắc chắn đã có cơ hội quá quan ăn dành cho Quang Trung. Thời gian không còn nhiều. Nếu một sai lầm nào của đối phương thì chắc chắn sẽ khiến họ phải trả giá. Văn Duy. Cái sải tay dài của Hà Thuận đã giúp anh chiến thắng được đối phương ở tình huống mà cầu thủ mang áo số 85 đó là Văn Quyền băng lên để tiếp cận. Tuấn Phương. Không có gì khó khăn cho Hà Thuận. 3-1. Rất chính xác. Đinh Đại Cương. Rất đẹp đi. Đó là pha bắt bóng thành công của Sĩ Dũng. Đây là Văn Cường. Rất mềm mại. Văn Lượng. Bóng đi hết đường bên ngang và sẽ phát bóng lên dành cho nhà hàng Thiên Phát. Đây là Đinh Đại Cương. Đại Cương. Không được. Văn Cường. Tuấn Vương không vào. Một cơ hội quá ngon ăn. Nó đến không nhiều ở hiệp thi đấu thứ hai. Khi hệ thống phòng ngự của hai bên đang hoạt động tương đối trơn tru. Tuy nhiên vẫn chưa có bàn thắng tiếp theo. Và tỷ số trận đấu đang vẫn cân bằng. Hai đội vẫn đang có tỷ số hòa với tỷ số là 2-2. Một bóng khá nguy hiểm, đây là Tuấn Vương. Văn Lượng. Văn Lượng. Không qua được Văn Cường ở tình huống đối mặt. Thời gian đang đếm ngược và tỷ số hòa vẫn đang được hai đội thiết lập. Hiện tại thì đội hình của cả hai cũng không dâng lên quá cao. Đá biên dành cho nhà hàng Thiết Phát. Đinh Đại Cương. Đây là Xuân Phú. Một bóng khá nguy hiểm. Dứt điểm. Văn Cường vẫn không vào. Sự xuất sắc đến từ thủ môn Hòa Thuận. Nếu không có tài năng của anh thì chắc chắn mảnh lưới bên phía nhà hàng Thiết Phát đã rung lên. Một pha xử lý bóng rất ngọt đến từ Văn Cường. Tuy nhiên anh không thể đánh bại được sự xuất sắc của thủ môn Hòa Thuận. Như vậy là đúng lúc này trọng tài cũng đã nổi còi kết thúc trận đấu trong khuôn khổ bảng C. Cuộc đọ sức giữa nhà hàng Thiên Phát và Quang Trung FC kết thúc trận đấu hai đội bị tạm hòa với tỷ số là 2-2. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở trận đấu tiếp theo.